bài luôn á. Đi chạy về đi nhau là đi bài luôn á. Bây giờ đậu xe đến nhà đó. Đây xe tôi chạy nè. Chú Công. Chú Công ơi. Ở dưới đây, coi anh đang nhậu dưới đây nữa nè. Chị vô, chị vô. Đấy, bà nào hết chị đây là chị đâu không được. Vô vô vô. Nghe tôi nhận 2 chiếc. Đấy. Coi rung chứ. Coi đấy, bố mới coi lên được mà. Cái đầu coi đấy. Rung. Đầu cái gì hay coi lên bên này. Ba tiếng hồ nào. Hay đầu cái dài ấy. Rồi, hay đầu cái dài. Lên kìa chú. Bốn người. Hai người bưng đi. Bốn nấu, bốn nấu. Đang nói chuyện với chị Hưởng chút. Thì cầm nói với thèo cái tay vui coi đây. Trời má, thiệt chứ. Thì qua đây đủ. Nói vậy. Đó, đang làm chuồng gà chút kìa. Ông nhậu đi. Bữa đi anh cứ nói bữa đi cứ nói. Chị Hữu hầu chạy xe công nhân á. Vô. Vô đây rồi. Bữa nếm coi luôn. Bữa chỗ nào chứ kỹ biêu. Coi đâu. Bữa coi đấy, coi dài ra đấy. Ê, đó nè. Túc. Tao phải nhẹ đi. Nhẹ chứ gì đâu. Ừ, cái chân nữa. Chú vậy. Tiêu bắp à. Hầu ạ. Để cho cái cục đè, cục gạch nó xuống, nó nằm chỗ nào cho nó cố định hả? Cục gạch nó chưa cố định. Xích ra vào đầu, vô vô vô. Đầu. Xích que. Xung chứ á, xung chứ á, xích chọn. Dở que chứ, thì nó dở que chứ, đúng rồi. Trời. Phải cho nó dây về hướng hướng mạch chưa mọc á. Đông bắc chứ ai cho hướng về về hướng tây bắc. Về hướng đông bắc cho nó khỏi bị gió đồ chứ. Hướng nào cũng chống lỏng rồi. Trời hướng về đông bắc chứ ai cho tây bắc. Làm quê nhà ở. Chết độn đây, lưới chết điệu. Trời hướng tây bắc trời. Rồi là lấy một cái dây kia dùng cột dành vô trong cái nước bơm mơ kia, nghe chưa biết? Rồi, còn dây nữa còn chưa. Khỏi bay à. Dành. Không, dành vô. Mày trọng quá, mày thầm nói bị. Tao giá mày à. Tao lấy cột dành vô trong cái kia mà tao nói bị nghe bay. Cái thầy không à. Tao nói rồi, nay mơ tao lên rồi rồi mày. Tao lên sức coi như là. Dẫn cột dành vô cho em nè. Dành cột chiếc. Nghe là anh thương. Nghe đâu mà. Có dần dụ chút là nó bảo đảm con làm cái gì nó chết chứ không phải làm à. Nghe lời tao dẫn đi nhậu. Còn má má đừng chơi giờ đang nhậu nó anh thấy chưa thấy em chưa. Nó chết nằm không luôn. Đây dần đang cay dần dần cay rộng. Đi sao? Chỗ này thấy nó hơi dài. Không sai đâu. Không sao chứ sai gì đâu sai. Dùng xuống chút đi cái đầu. Nhốt mày. Mai vô thử.